Rồi, chúng ta đến với trận thi đấu bản lề. Babylon bên kia. Bên kia nó là cái gì đây? Tôi vẫn đang chờ đợi một tên xem quân đến từ game thủ Nobi. Bên kia là mấy ông game thủ trẻ, mấy ông soi tham nhanh, à soi quân nhanh quá nhưng tôi kịp nhìn bên mình rồi. Bên kia là Pho và Yamato. Pho là của Thành Sơn và Yamato là của game thủ Tịnh Vạn. Nói chung là quân trận thi đấu này là bên mình dễ đánh hơn khi có xe. Nói chung là cảm giác nó tuyển hơn, nó dễ ép đời hơn. Mấy đội bạn cũng không hề vớ vẩn. Foya. Foya đối đầu với Baby Xe. Còn nếu mà cái thế mắc binh thì bên mình Xem sẽ là người đánh chém. Còn Xem sẽ là người đánh chém, còn Baby này sẽ là người đánh cung. Baby game thủ Nobi đá bầy hiêu về là tương đối nhanh. Bầy hiêu chỉ có 4 con thôi, nhưng đá về là rất sớm. Nền đất là rất mượt mà. Có hai cây gỗ kia dường như sẽ có một cây 40. Còn cả hai cây đều 40 cả. Cắt con nông dân khác đi dò. Như vậy thấy thêm bầy hiêu nữa. Cũng rất gần. Cũng rất gần. Quan trọng là còn thế nhà nữa. Quan trọng là còn thế nhà. Còn nếu mà thế nhà này mà Baby mà đánh được cung mà Sen chém được là ngon. Cung Sen, cung Baby, cung Pho thì nó là như nhau rồi. Nó là như nhau. Pho thì nó chỉ có hơn so với Baby là nó dễ ép quân hơn. Và khả năng ép đời của nó cũng sẽ tốt hơn so với Baby Lord. Và chúng ta quay sang màn hình máy của Sen. Ái chà. Vâng, Sen này cũng đang ổn đây. Sen này cũng đang ổn đây. Đôi voi nằm gọn gàng rồi. Có thêm bầy hiêu nữa, và bầy hiêu này có thể ăn được ở chiếc bét. Và thêm một con voi nữa. Hơi đáng tiếc rằng bãi quả đầu nó xấu. Bãi quả đầu xấu như thị nở. May đây là Sen đấy, chứ loại quần khác thì đúng gặp cái bãi quả này thì nhăn mặt. Như vậy bài là đã đủ dành cho game thủ cầm Sen. 4 voi, 1 hiêu, 1 quả. 4 voi, 1 hiêu, 1 quả đầu. Khả năng đây sẽ là một bài mà game thủ cầm Sen này đánh với 2-3 nông dân. Bên đội bạn cũng là hai quân khá tuyển. Đều tuyển cả IA và Phonesia. Nobi báo về là gặp Yamato. Cái gì đây? Sao lại phi bầy hiêu như thế? Hay là phải phá? Vâng, dường như là phá rồi. Dường như là bị phá chắc. Bên này thì game thủ Nobi vẫn chưa đủ đồ. Dường như là bị phá bầy hiêu thì và có thêm bầy hiêu nữa, hai bầy hiêu nữa dành cho game thủ Nobi. Bài dường như là không quá phụ. Nông dân của em ở nhà chính vẫn đang chơi. Đang đợi một chút gỗ. Ai à, đây. Thấy con voi kìa. Ôi sao. Như vậy là không có trường hợp mà không có tình huống, không có tình huống Nobi đuổi theo con voi đó. Phải tôi là tôi không ăn được là tôi đạp đổ. Cày. Phải tôi là tôi không ăn được là tôi đạp đổ. Đạp băng đổ thì thôi. Cho nó chết thật xa. Cho nó chết thật xa. Vâng, em Hạnh có hỏi tham hòa đấy. Ái chà, nghe có vẻ của Quý Trương này có vẻ là thấy quen quen rồi đây. Như vậy là màu ba ăn chanh ở đây. Màu ba ăn chanh ở đây. Cẩn thận. Rồi đá rồi, phải câu ngay con voi này về. Không ai ngay con voi về, cẩn thận ở cái khu vực chỗ này. Như vậy là đội bạn cũng đã phát hiện ra con voi này rồi. Cũng rất nhanh tay đến từ game thủ Tịnh Vạn. Bài bên này hơi căng. Bài này thì bài cần phải có sự đột biến và chém tốt đến từ Sen. Rồi như vậy là 9 vâng 9-3-10 tròn với 24 nông dân của người cầm Sen này. Được. Tôi nghĩ màu ba bên kia ăn chanh như này cũng không lên đời sớm đâu.
bài cũng là rất khỏe, còn thêm một bãi quản nữa dành cho game thủ cầm xe. Hiệu voi vẫn đang ăn, vâng, hiệu vẫn đang ăn quả đầu, vẫn ăn chưa hết cơ, bãi vàng nó cũng hơi khăm. Màu ba game thủ Tịnh Văn là IA. Như vậy sẽ có một tuần chém chéo rồi, sẽ chém thẳng cánh đây. Như vậy là dường như đang muốn sang chém chéo, cũng hợp lý rồi. Hợp lý rồi khi bên mình đây là bài khỏe, bên kia vâng Phunesian đánh cung thì còn lâu họ mới có, mới có cung. Và khả năng con T họ sang đây thì mình cũng đã có lạc đà rồi cơ, tôi đoán thế. Bây giờ đây thì sang đánh với cái nhà ăn tranh cái trước cho họ yếu hẳn đi. Cho họ yếu hẳn đi. Màu 2, màu 2, vâng bơm cho màu 2. Như vậy là Yamato cũng đã có con ngựa giò. Rồi, chơi rồi, mình là ngựa giò công giáp đầy đủ. Như vậy là Yamato cũng công giáp đầy đủ đấy. Vậy là 2 BL. Làm cái bánh xe không? Cho nó cuốc cái, chặt cái cây gỗ đi cũng được. Cho nó chặt cái cây gỗ 40 đi cũng được. Vài cuốc thôi. Như vậy là IA bên kia cũng đã lên đời rồi. IA bên kia đã lên đời rồi. Bãi vàng là sát mép bản đồ. Vậy hai lạc đà đang lao tới. Như vậy là cả bốn con lạc đà sang đây luôn. Tôi nghĩ rằng nếu mà những các game thủ vẫn có nhiều tay thì hai con lạc đà sau họ sẽ vâng họ sẽ đánh đúng cánh. Bây giờ đi tìm ra Lân Hoàng. Cái này Nobi sao rồi? Như vậy Nobi cũng đã kịp kín cho mình một cái hốc. Còn Nobi cần thì báo đi Minh Trung cho chăm thực đi cho khỏe hẳn đi. Bớt một con lạc đà đi, bớt một con lạc đà đi em ơi. Cho Nobi khỏe hẳn đi, yếu lắm. Rồi cho chăm thực đi. Như vậy là màu một bên kia, màu một bên kia cũng đang kín nhà. Đang kín nhà. Vậy cũng kín rồi. Bánh xe đã có dành cho game thủ cầm màu 1. Bây giờ lạc đà sinh ra con nào đứng ở nhà thủ thôi. Chém xuyên luôn. Cứ vẩy loạn lên cho nó rối tay. Rồi cứ vẩy đi. Không, như vậy là một tên mà game thủ cầm màu 1 này. Ơ kết được. Rồi ưng lắm. Rồi, hay. Một pha rất tinh mắt và nhanh tay đến từ game thủ cầm xe này. Nhưng mà ở phía trong kia game thủ mà một thì cũng không kém, họ cũng phải rất nhanh. Hai con lạc đà tiếp theo cứ đứng ở nhà thủ thôi, tránh những trường hợp mà đội vâng màu một này cùng nó đi tơn nào. Rồi bây giờ ra đi thôi, ra đi. Còn hai để lại một hoặc hai con này chém cái khu vực e nhỏ này. Đó, đợi hai con lạc đà lên chơi. Như vậy là game thủ Minh Trung đang muốn tìm đường khác để có thể lọt vào. Tạm mai đang là 35/40. Còn đây là game thủ cầm Baby Long. Bãi vàng sắt mép bản đồ em ơi. Đây đúng rồi đấy. Sẽ phải một tí. Rồi đi thẳng vào. Sắt mép bản đồ luôn. Trở lại với bài cầm xe. Như vậy là xe cũng đang bị Yamato tạt sang một tên. Bãi quả đã ăn hết. Mà một bên kia thì cũng không khỏe đâu, nhưng mà quan trọng là họ vẫn có nhà. Còn Babylon bên mình là người đã bay nhà. Yamato vẫn ăn hoang được ở đâu đó và đang tích được rất nhiều chém. Đang tương đối khó nhận trong tuần này. Tạm mai người cầm xe tụt xuống chỉ còn 30 thôi. Hai bảy. Thế trận thì trở nên sương khi Babylon bên mình, vâng khi Babylon bên mình là người đã bay nhà. Khoai. Xen lên sớm chém cũng tốt, nhưng Babylon một bài ăn tranh mà cái thế thì cái map nó xấu quá. Giá như mà cái tên đấy mà lọt được vào nhà của Phunisian này thì ngon. Nhà Phunisian này họ cũng xấu, nhưng Phunisian nó lợi gỗ. Nó lợi gỗ với những con nông dân chặt gỗ nhanh.
Đúng, bài này ra là phải chuẩn, ra là phải đi tìm được hết những con, đi tìm được bán hoang của IA. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo. Tỷ số là 1-2. Thank you.